Dịch Covid thì đã kéo theo quá nhiều thứ chúng ta rồi, mất mát quá nhiều, kể từ tính mạng con người cho đến tài sản. Và cái việc giao thông đi lại cũng là một trong những cái vấn đề mà rất nhiều khách hàng quan tâm và bị ảnh hưởng. Điển hình, ví dụ như dịch vụ taxi Grab hoặc vận tải. Bây giờ các thành phố lớn ấy, ví dụ như là cũng chỉ hoạt động được 50% công suất thôi. Đó chính là lý do mà những chiếc xe kiểu như thế này bán chậm lại. Anh chị em có biết nó là phiên bản gì không ạ? Đây chính là Ascenso sàn. Ở thời điểm mà Grab hay là ngày xưa còn Uber ấy, thì những cái mẫu xe kiểu này chạy rất thích. Nhưng tại sao anh chị em lại hay cố mua sedan? Bởi vì cái quan trọng nhất, tôi cũng không nắm được là trong Sài Gòn thế nào, nhưng riêng Hà Nội ấy, thì phải sedan như thế này này. Anh em mới có những cái lốt đỗ sân bay hoặc là đón sân bay, những cái dịch vụ chạy ở sân bay nó sẽ ok hơn. Đấy. Còn thực tế là bây giờ nếu mà ở thời điểm hiện tại, những chiếc xe số sàn như thế này là những cái xe bán khá là chậm, bởi vì cái nhu cầu kinh doanh dịch vụ nó khá là thấp. Cộng với việc đó là đối với bản đủ này này thì sẽ có hai luồng mua, một là mua chạy kinh doanh vận tải, hai là nếu mà anh chị em mình ở quê ở các tỉnh lẻ thì mình có thể mua chiếc xe này vừa kết hợp chạy gia đình này, vừa kết hợp chạy kinh doanh dịch vụ hoặc là chạy xe hoa gia cưới rất là đẹp. Thế nhưng mà với cái tình trạng kinh tế hiện tại thì rõ ràng là nó khá là chậm. Đây chính là lý do mà đây là phiên bản mà đang có giá bán gần như là tốt nhất của Hyundai Accent trong tất cả tổng 4 phiên bản, là tiêu chuẩn, bản đủ, bản AT số tự động tiêu chuẩn cũng như là bản AT bản full. Thì đối với chiếc xe Accent, đây là phiên bản số sàn bản đủ nhá. Giá niêm yết là 466 triệu và hiện tại giá bán ra chỉ có 435 triệu. Nếu mà anh chị em mình lăn bánh ở tỉnh thì nó chỉ còn có 487 triệu thôi là đã có thể lăn bánh được mẫu xe này rồi. Còn nếu mà anh chị em cần mua trả góp thì trả góp tối thiểu có 140 triệu là có thể đón được xe này về nhà rồi. Đấy. Rất nhiều anh chị em có hỏi mình là cái này so với cái bản số tự động thì nó như thế nào, rồi là so với cái bản tiêu chuẩn, tức là bản bay, bản thiếu thì nó khác nhau những cái gì. Có lẽ là mình sẽ tóm tắt thôi. Đầu tiên là cái sự khác biệt giữa phiên bản số sàn bản đủ và số tự động bản tiêu chuẩn, nó chỉ khác nhau duy nhất về hộp số và nó lệch nhau đâu đó khoảng tầm 40 triệu, 3-40 triệu. Đấy là những thứ thông tin mà anh em mình nắm được. Còn bản số sàn bản đủ so với số sàn bản thiếu thì nó sẽ khác nhau những cái gì? Đầu tiên ấy là ở mặt đằng trước này, những cái phần này nó sẽ là màu đen hết trên cái phiên bản tiêu chuẩn này. Rồi là phiên bản tiêu chuẩn thì sẽ sử dụng là không phải la răng đúc như thế này mà là da la răng sắt nhá, xong nó có một cái ốp bên ngoài nó phủ lên. Đấy. Gương thì cũng sẽ không có cái tích hợp xi nhan trên này, rồi cũng không có gập bằng cơ. Tay nắm cửa thì sẽ là cùng màu thân xe này. Đấy. Phía sau này thì mình rất là cơ bản, mình sẽ không có cảm biến lùi, không có camera lùi. Còn bên trong thì có lẽ là còn tệ hơn nữa, thì mình không có màn hình này, rồi là đặc biệt là tính năng an toàn sẽ bị cắt hết đi. Đấy, nó không thể nào đầy đủ như cái trên cái phiên bản đủ được. Tính năng an toàn thì hình như mình nhớ không nhầm có mỗi phanh ABS. Đấy. Còn lại là không có gì, thực sự là đấy là những cái cắt rất là thiệt thòi. Tuy nhiên là tiền nào của nấy mà, mình bù thêm tiền thì mình sẽ có thêm những trang bị tốt hơn. Đấy, còn chi tiết, nội dung chi tiết của video ngày hôm nay thì sẽ dành riêng cho những anh em nào mà đang có ý định dịch nó hồi phục nó khá khá, mình mua một chiếc xe vừa chạy gia đình vừa kết hợp chạy kinh doanh dịch vụ, thì đây sẽ là sự lựa chọn rất là hợp lý. Nếu mà thời điểm này anh em nào có sẵn tiền rồi thì mình nghĩ là mua nó còn hợp lý hơn, bởi vì thứ nhất bây giờ giá đang rất thấp này. Mua bây giờ thì anh em mình chỉ trả cho đại lý có 435 triệu thôi. Thế xong rồi ôm cái hóa đơn đấy lại, chờ đến mùng 1 tháng 12 áp dụng thuế trước bạ ấy, thì mình lại được giảm tiếp 50% lệ phí trước bạ nữa, thì đó là những cái chi phí phải nói là tiết kiệm rất rất nhiều. Thay vì 487 triệu thì anh em mình sẽ tiết kiệm đâu đó khoảng tầm hơn 20 triệu nữa nếu mà mình đăng ký ở tỉnh, tức là nó chỉ còn khoảng tầm 450 gì đấy, hơn một tí nữa là mình có thể lăn bánh được. Đây nhá, về tổng quan của chiếc Hyundai Accent này thì anh em thấy rồi, toàn bộ phần mặt rất trẻ, đèn thì lại có đèn đèn bi projector này, đấy, có đèn mở rộng góc chiếu khi vào cua, anh em mình đánh lái thì cái đèn nó sáng lên, nó hỗ trợ thêm cái góc chiếu khi vào cua. Đèn gầm sương mù thì cũng là loại đèn bi hết rồi. Những cái mặt này thì nó mạ chrome, mặt phải nói là mạ rất là đẹp luôn, kể cả phần cảm lên này. Nói chung là để nói về thiết kế của Accent thì gần như mình không thể chê được. Đặc biệt là trên cái phiên bản này đã có rất nhiều thứ mình thấy ok rồi. Phía dưới này thì sẽ có một khối động cơ 1.4, số sàn sẽ là số 6 cấp, công suất thì tầm hơn 100 mã lực gì đấy. Nói chung là đáp ứng tốt cái nhu cầu sử dụng ở thị trường Việt Nam mình. Bộ la răng này, la răng 15 inch, đúc như thế này nhưng mà rất đơn giản thôi. Nó không phải là dạng phay cắt, nó không có gì đó, nó quá cầu kỳ hay cao siêu cả. Gương này, chỉnh điện, cụp điện, có xi nhan trên gương đấy. Rồi là có chìa khóa thông minh này, mình chỉ cần cầm cái chìa khóa thông minh này theo bên mình thôi, bấm vào cái nút này là mình đã có thể khóa cửa đấy. Rồi lại tương tự như vậy mình lại có thể mở cửa được, rất là thuận tiện. Bình thường những cái chìa khóa khác ấy,
anh em sẽ phải lần mò, giống như kiểu chiếc morning của tôi này, tôi phải lần đấy để xem cái nút mở cửa ở đâu thì tôi bấm cái xong rồi tôi mới mở được cửa. Nói chung là cũng khá là bất tiện, còn cái này rất là thuận tiện luôn. Đây phía sau thì mình cũng sẽ có cụm đèn, về cơ bản là nó là đèn halogen thôi, nhưng mà anh em sẽ khó phân biệt khi mà nó sáng lên. Halogen với LED thì cũng khá là nhạy cảm. Rồi là cảm biến góc này, cảm biến lùi, cam lùi có đủ hết. Cốp thì rất là rộng. Đấy. Dưới cùng sẽ là cái lốp dự phòng, một cái thích của Accent ấy. Cái lốp dự phòng của nó giống hệt như bốn cái lốp còn lại. Đấy, mình sẽ có 5 lốp rất ngon luôn. Rất là dày dặn chắc chắn này. Đấy. Cốp rộng, mình có thể chạy rất là nhiều đồ đạc trong trường hợp anh em chạy đi nhiệm vụ. Hoặc là mình cũng có thể thoải mái để đồ nếu mà không may về quê hay đi picnic, dã ngoại. Đây là nội thất nhá. Đấy. Nội thất thì toàn bộ sẽ là màu kem sáng như thế này, kết hợp với màu đen, nhìn cũng khá là thể thao. Ghế thì ghế nỉ thôi, nếu mà anh em mình lấy mà muốn đẹp hơn, tiện lợi hơn thì rõ ràng là mình phải bọc da. Và đây, có những cái chi tiết rất thích này, ví dụ như là cửa gió điều hòa này. Đấy. Một chiếc xe giá lăn bánh, nếu mà có cả giảm thuế vào nữa chắc độ khoảng hơn 450 tí. Mà đây, rất ngon, có cả cửa gió điều hòa. Trần thì cũng ok thôi. Đấy. Khoảng để chân thoải mái này. Trần thì khá là thoáng. Tư thế ngồi thì ok, không có gì lăn tăn cả. Nhưng mà ví dụ như là kệ tí tay mình sẽ không có. Ghế thì vẫn ghế nỉ. Bọc thêm. Bọc ghế bây giờ rẻ lắm anh ạ. Nếu mà mình bọc trong hãng nhá, mà có bảo hành từ hãng ra tốt tốt một chút thì nó rơi vào khoảng tầm 5-7 triệu. Còn nếu mà anh em bọc dở ra thì giá nó cũng rẻ, nó khoảng tầm 3 triệu, ngoài 3 triệu một chút thôi. Đây, ghế điều chỉnh bốn hướng này, có thể ngả lưng này. Đấy. Rồi là bơm cao thấp này, cái này rất là thú vị dành cho anh em nào vóc người nhỏ hoặc là quá khổ thì mình cũng tận dụng được. Và cuối cùng là lên xuống. Ở bên này thì mình sẽ có một số các nút chức năng anh em nào dùng xe sẽ biết rất nhiều rồi. Cục gương điện này, điều chỉnh gương điện này, khóa kính, khóa cửa trung tâm và toàn bộ bốn kính lên xuống kính, kính điện hết. Đấy, mình sẽ nổ máy đây nhá. Nổ máy start up mà rất thuận tiện. Vô lăng nhẹ này, phải nói vô lăng trợ lực điện siêu nhẹ luôn. Và phía sau vô lăng mình sẽ có một cái bảng đồng hồ kỹ thuật số đẹp nhất trong phân khúc và cũng đẹp nhất trong cái tầm tiền luôn. Nói chung là tầm tiền dưới 700 thì có lẽ là không có cái màn hình nào đẹp như cái màn hình của chiếc Accent này cả. Rất thích. Đó. Rồi là tính năng giải trí này, mình có đủ hết. Đấy, màn hình cảm ứng này, có cả dẫn đường đầy đủ, không thiếu gì cả. Cái bản đồ này thích cực kỳ luôn, anh em nào mình đi tỉnh không quen sẽ nhắc nhở và hoàn toàn bằng tiếng Việt, rất dễ dùng. Rồi kết nối Apple CarPlay, Android Auto, phản chiếu cái điện thoại mình lên đây, rất là thích. Đấy, các phím này nữa. Với một chiếc xe giá rẻ như thế này thì anh em sẽ phải chấp nhận nó là cái điều hòa chỉnh cơ với những cái súng núm xoay vặn kiểu bếp ga như thế này nhé. Anh em nào hay vào bếp thì đây sẽ là những cái thao tác rất là quen thuộc luôn. Rồi, có khu vực để đồ điện thoại này, có cổng sạc, có USB, đây, số 6 cấp. Anh em sẽ vào số lùi sẽ phải móc nó lên như thế này. Đấy. Anh em nào có kỹ thuật móc lốp tốt thì sẽ làm quen rất dễ thôi. Vì nó rất là hợp với cái ngón tay giữa này của mình luôn, đặt phát là cực kỳ vừa. Phanh dạng cơ, có được học kỳ tay rồi. Nói chung là tính năng ok, đủ dùng. Đấy. Không quá xuất sắc nhưng mà về cơ bản là đủ dùng. Còn lại tính năng an toàn thì cũng khá ổn đấy. Mình sẽ có hai túi khí này, rồi là mình sẽ có hai túi khí xung quanh này, có phanh ABS, có cân bằng điện tử, có kiểm soát lực kéo. Đấy là những thứ mà cơ bản ở trên cái mẫu xe này. Mình xin phép nhắc lại nhá. 466 triệu là giá niêm yết, còn nếu mà lăn bánh của dòng xe này ở thời điểm hiện tại từ giờ cho đến hết 30 tháng 11 nó là 487 triệu. Nếu anh em nào mua xe này luôn, trả cho đại lý 435 triệu đi, cầm xe về. Chờ đến mùng 1 tháng 12 chính thức áp dụng thuế nhá. Cái thông tin thuế thì gần như là rõ ràng rồi, để mình chia sẻ lại thôi. Bộ Tài chính sẽ không áp dụng dở dang từ 15 tháng 11 mà áp dụng chính thức từ mùng 1 tháng 12 luôn. Và gần như là chắc chắn phải đến 99,99% rồi. Đấy. Có những hình ảnh nó đã lộ rồi. Thông tư các thứ là lộ hết rồi. Thì nếu mà mình để đăng ký sau ngày mùng 1 tháng 12 thì số tiền mình trả nó sẽ lại rẻ đi một lần nữa. Anh em sẽ chỉ phải trả mức trên 450 triệu một chút thôi là mình có thể lăn bánh chiếc xe này tỉnh rồi. Trả góp thì 140 xong bế xe về. Rồi, anh em nào có nhu cầu mà mua bán trao đổi hoặc là định giá các dòng xe kiểu như thế này nhá, chi tiết hơn thì anh em ghé qua Hyundai Lê Văn Lương nhá, xong rồi hoặc là comment xuống phía dưới thì mình sẽ có những cái thông tin trực tiếp về lần lượt từng dòng xe luôn.
Cảm ơn anh chị em rất nhiều và hẹn gặp lại anh chị em trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.